Hello students, my name is Thủy. I'm from Tôn Thất Tùng Junior High School. Today I will represent all the teachers in grade 7. Let's study the lesson with the topic Food and Drink, Unit 12. Let's eat. Before the lesson, you will repair book, notebook, pen, and remember to write the lesson carefully. Đầu tiên chúng ta đi vào phần từ vựng. Look at the picture and tell me what is it? Is spinach. You should eat a lot of spinach because it good for your health. Besides that, you should eat more cucumber, papaya, durian, and pineapple. All fruits can make you feel well. Number 6. Smell. When you are cooking, what do you smell? Number 7. Dairy product, should is egg and milk. Number 8. Balanced diet means you shouldn't eat or drink much or little food and drink. Number 9. Effect on somebody or something. Number 10. Moderate means not much or not little. The last word, energy. If you work or study, you have more energy. Vừa rồi là toàn bộ phần từ mới cô muốn gửi đến các bạn. Giờ chúng ta cùng đọc lại một lần nữa, sau đó các bạn viết vào tập của mình nhé. Number 1. Spinach. Number 2. Cucumber. 3. Papaya. 4. Durian. 5. Pineapple. 6. Smell. 7. Dairy product. 8. Balanced diet. 9. Effect. 10. Moderate. 11. Energy.
Now, let's read A1, page 114, in 2 minutes. Then, answer my question. This is her aunt. They were at the meat store. They were at the vegetable store. And they were at the fruit store. My question is, what did Hua and her aunt buy at the market? Now, let's compare your answers with mine. Number one, at the meat store, they bought some beef. Number two, at the vegetable store, they bought spinach and cucumbers. Number three, at the fruit store, they bought some oranges. In this task, I want you to complete the passage in 2 minutes, then compare with my answers. Now, let's compare with my answers. Number one, market. Number two, meat. Number three, some beef. Number four, vegetable. And the last one, oranges. Understanding how to have a balanced diet, we will listen together. Now, let's open the book, page 120, part B2. A balanced diet. We know that the food we eat affects our whole life. For example, there is sugar in many foods. It adds taste to food. Sugar is not an unhealthy food. We need sugar to live. In moderate amounts, it is good for you. It gives you energy and you feel less hungry. But we must remember to eat sensibly. We should have a balanced diet. We should eat a moderate amount of fatty foods and sugars. Eat some bodybuilding foods like meat and dairy products. Eat plenty of cereals, fruit, and vegetables. What does a balanced diet mean? It means you eat a variety of foods without eating too much of anything. Moderation is very important. Eat the food you enjoy, but don't have too much. This will help you stay fit and healthy. Don't forget about exercise either. We all need exercise. Follow these guidelines and enjoy the food you eat. That is the key to a healthy lifestyle. Sau khi chúng ta đã đọc xong bài, giờ các bạn hãy trả lời giúp cô. Để có một cuộc sống khỏe mạnh thì các bạn nên làm những điều gì? My question is, what should we do to have a healthy life? Để có một cuộc sống khỏe mạnh,
trước tiên chúng ta phải có một chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Một chế độ ăn uống cân bằng có nghĩa là, thứ nhất, chúng ta ăn vừa đủ số lượng chất béo có trong đồ ăn và đường. Thứ hai, chúng ta ăn một vài loại thức ăn mà tốt cho cơ thể như là thịt và các sản phẩm từ sữa và trứng. Và thứ ba là chúng ta ăn nhiều loại ngũ cốc, trái cây và rau củ. Còn việc tập thể dục có rất là nhiều hoạt động như là chúng ta có thể đi bộ vào buổi sáng, chúng ta chạy bộ hoặc chúng ta có thể chơi rất là nhiều môn thể thao. Vậy bây giờ chúng ta đã hiểu như thế nào để có một sức khỏe tốt rồi phải không? Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Thank you for your listening and see you later.